Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái kèn ống hút nha. Thì ở video trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách làm mà nhiều bạn không có làm được nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cách làm kèn ống hút một cách chi tiết nha. Thì bạn nào mà xem ở cái video này mà làm thành công á thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình nha các bạn. Ống hút nè các bạn. Đây một cái ống hút dài nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt. Thì đầu tiên trước tiên mình cắt á, mình sẽ dùng cây hước, cây bút mình sẽ để như này. Đó mình ép sát lại, mình vuốt, mình mục đích này là mình vuốt cho cái phần tiếp xúc này, phần đầu nè, cho nó nhỏ lại nha các bạn, nó xẹp lại các bạn. Đó, nó ống mút nó đang to nè, mình ép sát lại cho nó dẹp lại nha, ép sát lại cho nó dẹp lại. Các bạn dùng hước hoặc bút nha, các bạn vuốt. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt nha. Rồi mình cắt theo hình tam giác nha các bạn, nhớ là mình cắt cho nó đều nha các bạn, cắt cho đều nặng hỏi nó mới lớn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho hình tam giác xong rồi đó nha. Cắt xong như thế này nha các bạn. Đó như thế này nè. Giờ mình sẽ lấy cây hước hoặc là cây bút, mình sẽ vuốt giống như nãy nữa. Mình vuốt cho cái phần kèn, đầu kèn các bạn. Cái phần đầu á nó dẹp lại nha. Nó ép sát ra, ép sát lại. Nó dẹp lại mình thổi nó mới kêu nha các bạn. Chứ còn để nó còn hở quá là rộng á, mình thổi nó không có tiếng kèn nha. Đó mình sẽ để trên cái mặt bàn như thế này nè các bạn. Đó mình vuốt, vuốt như thế này nè. Để mặt bàn á, mình đè cái viết mà cái hước á. Rồi mình vuốt. Vuốt cho nó ép sát lại nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng kéo. Mình cắt một đoạn khoảng 3 đến 4 cm nha. Thì lưu ý là cái phần này là mình cắt càng ngắn á, thì mình thổi cái tiếng kèn nó sẽ càng lớn nha các bạn. Nhưng bằng mình theo mình thì mình cắt từ 3 đến 4 cm là hợp lý nha. Đó, ngắn như thế này nha các bạn. Là ok nha. Mình cắt rồi xong nữa các bạn, đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi cho các bạn nghe nha. Đây nha các bạn. Khi mà mình cắt á, đó mình cắt cái phần hỏi nè, phần đầu nè. Thì mình sẽ dùng cái hước hoặc là cái bút á, mình ép sát cho cái đầu này nó nhỏ lại nha. Cái đầu phần hỏi nha, nó nhỏ lại. Và cái phần cuối cùng là phần ở dưới bên đây nè. Thì mình sẽ bóp cho nó to lên. Đó, nó to, nó toàn cái lại nha. Chứ đừng có ép sát cái phần cuối nha. Đó, bóp to như vậy nè. Chỉ có ép sát cái phần đầu này thôi là mình sẽ hỏi nó kêu nha các bạn. Rồi, tới đây là những cái kiểu cắt kèn ống hút nè. Kiểu 1, mình cắt theo hình tam giác nha. Đây hình tam giác. Kiểu 1 mình cắt theo hình tam giác nè. Rồi kiểu thứ 2, kiểu 2 thì mình cắt kiểu này. Kiểu này mình không biết gọi như thế nào. Đó, cắt theo kiểu này nha các bạn. Nhớ là mình sẽ ép cái phần tiếp xúc hỏi nè. Cái phần này là mình sẽ ép cho nó sát lại nha. Sẽ ép nó sát sát xuống, nó về nó dẹp lại, cho nó dẹp lại mình thổi mới kêu nha. Rồi cái phần cuối này mình sẽ cho bóp cho nó toàn ra, mình cho nó toàn ra vậy nè. Đó mình thổi nó mới kêu. Rồi cái kiểu này là mình cũng suy nghĩ ra nè, mới suy nghĩ ra. Cái này hồi xưa mình đi học á, mình hay uống nước mía với uống sữa đậu nành nha bạn. Mình lấy mút á, mình hay làm như những kiểu này nè. Mình đem vô tường mình hỏi. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi lại những cái kèn này cho các bạn nghe nha. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi lại ba cái kèn này nha các bạn. Đầu tiên là cái kèn tam giác nè, cắt theo hình tam giác. Dạ, kèn cắt theo hình cái này là hình gì mình cũng không biết lắm, không rành lắm. Mình cắt kiểu này nha các bạn. Đây là cắt kiểu này nè. Dạ, cái kèn mình cắt theo kiểu này. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi từng cái kèn nha.
Cái dây chuyền hình tam giác nha các bạn. Nhớ là mình ép sát cái phần hỏi nha, ép sát cho nó dẹp lại. Giờ cái phần cuối là mình sẽ cho nó toàn ra nha các bạn. Mỗi cái kiểu cắt là nó ra cái tiếng kêu khác nhau nha. Rồi tới cái kiểu này. Đây kiểu này để mình quay cho các bạn lấy nét cho các bạn thấy rõ nha các bạn. Kiểu này nè. Nó ra tiếng khác nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.